1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ha, cái đó là tiếng thu reverb. Giờ mình đẩy echo lên, gọi là tiếng reverb echo. A là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, tục mình sẽ test nhạc ha. Đây. Ok ha, cái đó là tiếng thu reverb. Giờ mình đẩy echo lên, gọi là tiếng reverb echo. A là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, tục mình sẽ test nhạc ha. Đây. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6.